Nay là thứ hai ngày 27 tháng 5, em có về tầm hơn 40 thôi. Giao lưu với bà con, giá trên là đưa ra là giá bao cước hết toàn quốc của bà con nha. Đấy. Bà con nhớ theo dõi trên nhân lượt like và lượt đăng ký ạ. À, bắt đầu vào thẳng vấn đề luôn. Cái thứ nhất, cao 1m2, không lỗi lầm gì hết này. Vay 56. Rồi, vay 55. Rồi, quay sát vô. Được chưa? Rồi, vay 55. Cái số 1, vay 55. Rồi, quay hết đi cho bà con xem luôn này. Cái số 1, vay 55. 56. Đúng, như vậy. Rồi, cây này tính cho bà con giá 1 triệu được nè. 1 triệu. Rồi, giá 1 triệu. Rồi, quay đây. Cây số 1, quay 56, giá 1 triệu. Rồi, qua cây số 2, cây hình thú, cây siêu nha, hình thú nha. Đấy, mặt bên nào cũng đẹp hết. Đấy, bên này đẹp, và bên kia cũng đẹp. Rồi, sang bên kia luôn. Cây này cũng không đổi lầm gì hết. Mẹ không cầm nữa, chào ạ. Không muốn lưỡi à? Muốn lưỡi không? Sao có. Thôi, thay thay cho cái lưỡi dao mới rồi chú ơi. Nhanh nhanh rồi đó. Thay cho cái lưỡi dao mới cả. Cây này thế siêu khá đẹp cả nhà này. Đây. Thế siêu như thế này. Dáng thú. Dáng thú bay bay như thế này. Cây này cây thế siêu bà con nhá. Cây thì cực tươi cho bà con, cây số 2, mã số 2. Cao cũng 1m1, 1m2 gì đấy. Banh nè. Banh 73. Rồi, vanh 73. Vanh 73, cây số 2, vanh 73. V73 này. Rồi, cây này thì tươi. Giá 2 triệu 3 đi. 2,3 triệu. Rồi, cây không hư hỏng gì hết bà con ạ. Cây thì tươi bà con nhé, hoàn toàn nhé. Trên dưới thì rất là tươi bà con ạ. Đấy, thấy chưa? Bao tươi luôn. Bao tươi nhá, hàng bao tươi nhá. Đây. Dưới cũng thế nhá. Đấy, hàng bao tươi quay sát vào. Đấy, thấy chưa? Đấy, hàng bao tươi cho bà con nhá. Đấy, hàng bao tươi nhá. Đấy. Rồi, tiếp mã số 3. Mã số 3. Cây này cũng siêu. Thế siêu, nhưng mà hai cốt hai thân này. Như thử bước với bay. Cây này cũng thế siêu bà con nhá. Bên này, quay hướng bên này, cây này cũng không hư hỏng gì luôn. Hai thân thế siêu siêu cũng hay này. Mai mình về cắt ngang đây, còn thằng này ra đi. Thằng này cắt ngắn là đẹp hơn này, không để dài được. Thằng này ngắn, cắt ngắn như thế này. Đấy là nó đẹp hơn cho thằng này bay. Cây hình thú cũng khá là đẹp, có chân có đuôi đoàn hoàng này. Rồi mã số 3 nhá. Số 3 cao dài tầm cho 1 mét đi. Rồi cây này thì vanh cây này vanh 90 này. Vanh 90 này. Cây này giá cây này giá 1 triệu 8 đi. Vanh 90. 1,8 triệu này. Rồi mã số 3 vanh 90 giá 1 triệu 8. Hàng tươi hết bà con nha. Rồi cắt thử hàng cho bà con luôn này. Đấy thấy giờ bà con xem chưa. Cực tươi nha. Đấy chạy nước luôn này. Đấy. Đấy kiểm tra đủ để kiểm tra luôn này. Đấy, hàng cực tươi nhá. Đấy, thấy chưa? Thịt nẹt con, ăn vô là nó sẵn. Sẵn. Đấy, hàng tươi nhá. Rồi, qua mã số đây. 4. Mã số 4 thì cực to và để bàn nhá. Đây, xa xa bà con xem. Rồi, bộ mông mã. Riêng cái xét thằng mã số 4 này thì mông hơi bị to ấy. Mông lại đúng là mông gái Lào với
gai gai thái luôn này. Rồi xem qua bên này, này. Đấy, xem bộ mông này u cục luôn này, quay chậm chậm cho bà con xem này. Đấy, bộ mông rất là to và u cục luôn này, trải rất là to này, cây không hư hỏng gì luôn. Quay chậm chậm, quay đi tớ quay đây ngất lên tí cho cả tổng thể cây luôn. Đấy, mông rất là to luôn này, u cục cả cả đế luôn, mông khá là to, cây không hư hỏng gì luôn. Rồi, với là đặc biệt là có mấy cái nu đeo đeo bé. Rồi, cây này cũng phải cả trăm năm tuổi rồi bà con ạ, chỉ bộ mông to lắm, mông tâm biết rồi. Rồi lên mã số cả đây số kia, 3. Đây kia cả số 4, mã số 4 nha, cao thì 1,5 m. Em đo cái bộ mông cho bà con xem nha. Bộ mông thì khá là to rồi. Bộ mông thì một kéo kéo thước lên đó. Bộ mông thì hơi bị to ấy. Nó có thước cái gai hơn cái thước kia. Bộ mông thì con này. Bộ mông phải 1,7 m. Rồi bộ mông phải 1,7 m. Rồi. Bộ mông 1,7 m này. Đấy, đo trên này này. Thì vanh 105 nhá. 105 này, còn bộ mông thì 1,7 m này. Bộ đế sát đế. Mông to. 1,7 m. Rồi, mã số 5. 4. Rồi mã số 4. Mã số 4 mông to nhá. 1,05 m, cốt 1,05 m này. 105 này. Rồi. Thằng này thì giá tính anh em 7 triệu đi, 7 triệu đi. Đó. Cây hoàn toàn tươi nhá, rồi cây đặc trừ luôn nhá. Quay qua bên đỉnh lên quay cho bà con xem, cây tươi và đặc nhá. Quay đây, rồi quay lên, quay lên. Đấy, cây đặc trừ nhá. Đấy, hàng tươi cho bà con, đấy thấy chưa? Quá tươi nhá. Anh nẹt vô đi. Thấy thì phải nẹt chứ nữa. Đấy. Hàng quá tươi nhá. Rồi, kiểm tra cái rễ luôn này. Hàng là quá tươi luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Tươi hoàn toàn nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi, mông khá là to. Ui xem gì ừ, anh ăn nãy là cái tao ăn nãy cho nó cái bươn bị mơ là rồi. Rồi. Rồi mã số 4, vanh 105. Bệ 107. Giá 7 triệu. Rồi, mã số 5. Mã số 5 thì cây này bé nhưng mà bộ đế cũng đẹp này bà con này. Một cốt hai thân này, mẫu tử tình thân này. Đấy, hai gọi huynh đệ cũng được. Bộ đế thì khá là đẹp. Bộ đế khá đẹp. Bộ đế khá đẹp. Cây này cao 1 m. Vanh này 83. Vanh 83. Vanh 83 bà con. Rồi, không có để cọc mà để con nhiều. Rồi, quay kỹ cho bà con xem, để con rất là nhiều luôn. Rồi, cây này khá ok nhá. Cây này giá cây số 5. Vanh 8 mấy nhỉ? Hồi nãy đo tầm mấy? 83. Vanh 83. Đi quay kỹ lắm. Cây không hư hỏng gì hết nhá. Cây khá là đẹp. Cây bonsai. Rồi, cây không hư hỏng gì hết. Đi giá đi. Vanh 83. 83. Cây này 2 triệu đi, 2 triệu. Cây đó 2 triệu. Cửa cây mất. 2,2 triệu, cây này 2,2 triệu. Cửa cây 2,2 triệu, cây này đẹp. Cây đẹp. 2,2 triệu đi. Rồi, mã số 5, cây 83, 2,2 triệu. Rồi. Test hàng cho bà con xem. Rồi. Đấy. Quá tươi này. Đấy, test rễ nữa nhá. Đấy, ok chưa? Tươi quá luôn. Rồi. Hàng quá đẹp. Rồi, mã số 5, vanh 83, giá 2,2 triệu. Đấy, bộ mông và rễ rất là nhiều. Rễ to nhá, rễ bạc chạc luôn ạ. Rồi, qua cây số 6, cây hình thú bà con ạ. Cây thú rất là quái luôn ạ. Quá gì nhá. Cây này về cắt ngang đây thì hay hơn này.
còn bắt đầu để dài thì vẫn dài được này, còn cắt đi thì cho em là cắt đi tầm 60-70 là đẹp, 65-70 là đẹp, 65-70 là ngang đây này, đấy 65-70 ngang đây này, cây rất đẹp không hư hỏng gì nữa. Rồi sang bên này mới phê, cây này sang bên này mới phê nhá. Đấy, thấy chưa, thấy cái độ cong độ uốn của nó và kéo theo cái bộ đế rất đẹp này. Và đặc biệt đây có thằng tử bà con này, đây đây có thằng tử rất đẹp luôn này, đấy thằng tử này non lên rất là ok này, đế thì nhiều, đế thì nhiều đấy. Rồi đo vanh nhá, cây mã số 6. Rồi em đo ngang cái đoạn cua này nhá, đây ngang cái đoạn cua này nhá. Đấy, đoạn cua này thì 70 này. Đấy, ngang đây này. Đây thì 58 này. Rồi, mã số 6, vanh 70. 6, V70 đi. V70. Rồi, cây này có giá là 3,5 triệu này. Chỉnh thú rất đẹp. Rồi, test hàng cho bà con xem nhá. Rồi. Bỏ dày bà con nhá. Đấy, quá tươi nhá. Đấy. Gửi trong phạm vi 1 2 ngày là tới, bọc rất cẩn thận cho bà con nhá. Rồi. 1 2 ngày đâu, đúng là ờ 3 ngày trong phạm vi 3 4 ngày. Rồi, test rễ này. 5 ngày đổ lại nhá. Đấy, quá tươi chưa? Quá chất chưa? Rồi, hàng bao tươi bao phê nhá. Đây, rễ cám rất là nhiều. Mã số 6 vanh 70, giá 3,5 triệu. Rồi, hình thú. Ui. Này. Con tử này. Đầu đế này. À, nguyên một mớ để con gì đây nữa này, quay thấp thấp rồi. Đấy, nguyên một mớ để con đây này. Rồi, hàng không bị hư hỏng gì hết. Rồi, bên này lại có cái tai này, này. Bên này có cái tai này, này. Bên này có cái tai và độ xoắn này này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Có cái tai này, tai và độ xoắn này và có rễ này. Giá 3,5 triệu hơi bị hớ rồi bà con ạ. Rồi, tiếp tục qua cây số 7 nha. Số 7 thì cây này rễ bàng bà con ạ. À. Cây này rễ bàng và mông rất là to. Đây mã số 7. Mông rất là to và rễ bàng. Đây là coi. Để cọc bằng nắm đấm thôi bà con ạ, à. Có để cọc bằng nắm đấm. Rồi, thằng nắm đấm quay qua đây cho bà con xem là dùng cọc bé này. Bằng cái nắm đấm thôi nè, chứ không nhiều này. Cây thế này không gọi là rễ cọc nữa nhá. Rất là bé, rất tí. Rồi, mã số 7 cao 1m4. Mét tư vanh này, kiểu mông cái thằng này hơi bị nở đấy bà con ạ. À. Vanh 80. Đấy, vanh 80 bà con nhá. Vanh 80, mã số 7, vanh 80, cây không hư hỏng gì hết. 80. Đấy, rễ bàng rất là đẹp, cây không hư hỏng gì. Không bọc bẹo gì hết. Rồi, bắt đầu test hàng cho bà con. Đấy, thấy chưa? Hàng bao tươi nhá. Đấy, thấy giờ ok chưa ạ? Đấy, rồi test rễ. Test rễ cho bà con nhá. Đấy, tươi nhá, tươi rói nhá. Đấy, ok chưa bà con? Rồi, quá tuyệt vời. Cây này mã số 7 vanh 80 cao 1m3. Cây này có giá là 2,6 triệu đi. Kiểu cây này bị rễ đẹp và cái mông to 2,3 triệu. Lúc này 2,6 triệu thôi chứ 2,3 triệu cho 2,5 triệu đi không được. 6 triệu nữa bớt đi bớt tới thành 2,5 triệu đi. Như cái giá đó như kêu ai biết hết. Rồi kiểu là cái bệ nó đẹp, bệ đế với mông to. Đấy, mông nít ra em quay tên xuống đấy. Đấy, dòng cái mông nó nít ra rất đẹp, kiểu rễ nó quay bốn hướng bà con kìa, kéo theo cái bộ đế nó nít ra rạng đấy, và để cái này, chân rễ là đều, chân rễ đều bốn hướng. Đấy, cái này thì chốt nhanh cái thuất. Rồi mã số 8 bà con ạ. Mã số 8 này có quái dị của cái thằng vặt ốc này này, rễ này. Rồi đấy, quái dị. Rồi mã số 8. Rồi qua xung quanh đi, thằng này thì cái bằng người ta đánh là có bị tét chút bà con này, nhưng mà về các bác đấy không sao đâu. Của em thì em làm thì bình thường. Đấy, test cái phần này chút nào. Đấy, còn mấy là nguyên chi nhá. Rồi, có cái bộ đế rất quái, bộ rễ rất là quái. Rồi,
Cô có cái bộ rễ xoắn ốc rất đẹp, thành cái cây hình thú rất là phê luôn. Bên này có bị như thế này nhá. Đấy, bà con đấy, xem kỹ này. Đúng là thế, như thế này mới được. Đấy, đúng chưa? Đây, bộ xoắn ốc rất đẹp luôn này. Để quái này, con rất đẹp. Rồi, quá ok, cây không hư hỏng gì. À, cây số 8 vành 83, vành 83 cao cho từ đây lên đi 60, từ đây lên 60, vành 83 về 83. Rồi, cây này có giá là 1.800.000, 1.8 triệu đi. Đấy, quá ok, hình thú rất là đẹp. Rồi, rồi bắt đầu test hàng bà con nhá. Rồi, giờ qua đây test hàng cho bà con xem này. Cái dưới rễ của nó cũng bị, rễ nó bị nó, rễ bị tước nhá. Ở rễ rễ đây phần này có bị lúa này, để cọc qua nó bị lúa này, bị lúa đâu đời nhá. Xem kỹ đã chốt nhá, cái về rồi bảo sao cây bị như thế này thế kia, nó nhọc lắm. Bị lúa là đâm ra nó mất để cọc, không có để cọc này. Rồi bắt đầu test hàng cho bà con nhá. Này. Đấy, thấy chưa? Hàng bao tươi nhá. Đấy, chảy nước luôn này. Rồi. À đây, test rễ rồi này. Test hết luôn này. Đấy, quá tươi nhá. Cả rễ cả thân gì đều đẹp luôn nhá. Thân thì tươi, thì rễ tươi chứ. Rễ nó nở chứ. Thân nó truyền nhiều nước chưa? Đẹp rễ. Rồi, mã số 9. Mã số 9. Đây là cùng hình thú. Và cái phần rễ này nó chết một nửa rồi bà con ạ. À, phần này chết một nửa đây này. Rồi, cây này phần này chết một nửa đây. À, còn bên kia là hoàn toàn đẹp. Em ơi. Rồi, quay xung quanh đi. À, cây này thì u trần chùi rất đẹp. Được thân vặn bà con nha, được thân vặn rất là đẹp luôn này. Đấy, được thân vặn rất là sao mà ngon được. Rồi, qua bên này, quay trên trong nữa. Xem tổng mặt. Đấy, phần này rất đẹp luôn này. À, bên này phần này có u cục trần trùi rất là đẹp. Rồi mã số 9 đo vành nhá. Mã số 9 thì vành anh cứ nói vành phải đứng có đo nữa cho núi này kìa. 98. Vành 98. Mã số 9 vành 98. Rồi. Cây này thì giá 2 triệu này. Cây số 9 vành 98 giá 2 triệu. Giá 2 triệu cho bà con. 2 triệu quá rẻ. Rồi test. Rồi, quá tươi này. Rồi. Đấy. Quá ok cho bà con. Hàng tươi nhá. Rồi. Qua cây số 10. Cây số 10 thì hàng mini bonsai mini này. Có nhiều tay này. Mã số 10. Cao 1m4. Một cốt hai thân. Thằng con thì nhiều chi này. Thằng lớn thì cũng có chi tên. Rồi mã số 10. Cây này cũng không hư hỏng gì luôn. Rồi đo vanh bà con. Rồi qua xem vanh này. Cây này vanh 59 cho 60 cho đẹp bà con nhá. Rồi vanh 60 cho vanh 60 cho nó đẹp. Đẹp số, đẹp tình, đẹp quỷ đó. Rồi cái này thì rễ cũng nhiều, rễ khá là nhiều và chi rất là đấy. Mã số 10 vanh 60. Về 60. Cao 1m4. Cây này thì tính bà con giá 1.7 triệu đi. Cái kia này cước cũng nhiều mà nhánh nhiều. 1,7 triệu. Rồi. Hàng tươi nhá. Rồi test hàng cho bà con xem luôn này. Cái tên vị là cái tên luôn. Đấy. Đấy, quá tươi chưa bà con ạ. Đấy. Rồi, test thân luôn này. Lâu gì, test chút. Mới quay lên coi xuống trắng mắt chứ. Cái cực vệ quay lên nó thẳng nhìn trắng mắt đấy. Đấy, tươi chưa bà con. Cực kỳ tươi nhá. Rồi. Qua mã số 11. Mã số 11 thì bộ đế bằng lắc nhá, một cốt hai thân cho con trai cùng lực. À, riêng bộ bế là bộ đế là đã 1m1 rồi, hơn rồi, 1m2 rồi.
bên này 1m1, bên này 1m2, của đế khá là to vĩ đại luôn, quay lại cũng không hư hỏng gì, một cốt sai thân đấy, không hư hỏng gì nhá, mã số 11. Rồi quay bên kia anh vắt qua đây cho coi được không, có được cọc không? Rồi cái không có để cọc bà con nha. Đấy, rễ như bạn như thế này thì không bao giờ có để cọc rồi đấy. Cám rất là nhiều. Thế con nuôi hay đây có cái khám rồi hết. Để nuôi đây, đen đen để nuôi này. Thế đang cọc nữa. Có nguyên có ít rễ của nó này, đen đen rễ mai này. Hả? Thế trắng phải chứ? Không, trắng không phải. Đây. Nhưng mà rất là nhiều. Đấy. Không có để cọc nha. Bàn bằng lắc luôn. Đấy, nó đế khá là vĩ đại. À, bộ đế bộ sửa là toàn bo không hư hỏng gì. Rồi đảo một vòng cho chậm chậm cho bà con xem nha. À, cho bà con nhìn cái độ phê của nó nha. À. Mã số 11, bộ đế bộ sửa, một cốt hai thân, cao 1m2, 1m3 đây. Đấy, về bác giật xuống tí rồi, thế này cũng tùy theo nha. Rồi, đo vanh nè. Vành 85 bà con nhá. Đấy, vành 85 quay. Thôi anh cứ nói đi không nghe được cái quay đi đâu. Vành 85 bà con nhá. Đấy. Rồi. Để rút sữa cây 11 qua đây. Qua đây. Cây 11. Vành 85. 85. Đây. Cây này thì hữu nghị cho bà con là giá 4,5 triệu đi. Kiểu bởi đế vì đại lắm. 4,5 triệu. Đấy, một cốt hai thân. Rồi, cốt trên nè. Cốt trên là 42. Cái này thì 46. 42 với 46. Đấy. Rồi, mã 11 vành 85 giá 4,5 triệu. Bộ đế vô sửa. Rồi, test hàng nha. Này, cây rất tươi bà con này. Đó, xem đây, xem độ tươi của nó đây nhá. Đó, chỉnh vô. Tay đâu rồi? Ấn tay vô. Ấn được cả gì hè? Không được, rõ ràng rồi ta. Sao mà giống hay cứ cãi hè. Này, test rễ rồi nhá. Đấy. Thấy chưa? Quá tươi chưa? Đấy, quá ok chưa bà con? Rồi. Qua mã số 12. Mã số 12. Nguyên bộ đế rất bằng. Thằng này cũng thế. Tiếp. Thằng này bộ đế cũng vĩ đại luôn bà con. Đây. Thằng bộ đế cũng vĩ đại luôn này. Thằng này thì cao cũng 1m1, 1m2. Bộ đế rất là vip. Nó nằm trên tổ mối. Bộ đế rất khá là to. Rồi cây mã 12. Không hư hỏng gì luôn. Đấy, bộ đế cũng sửa. Rồi coi có để cặp nữa. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Bộ đế bằng như thế này. Có không? Không. Rồi, không có để cọc. Ú, chẳng nguyên một mớ luôn bà con này. Mớ thể của nó này. Thấy chưa? Cái cáp này con rất là nhiều luôn này. Phải cả hàng chục cái luôn. Khá là đẹp. Rồi, bộ mông hơi bị to, bộ mông em này hơi bị to ấy. Khá là vip. Rồi, đây là cái phần thay da nó này. Rồi. Chứ không phải khô đâu bà con nha. Rồi. Quay một đảo một vòng đi. Cây mã 12 bộ đế bằng bộ đế bút sữa. Rồi. Rễ con rất là nhiều. Đấy. Thiếu một chi đây nữa là tuyệt vời luôn. Như cái thằng bên kia nó dẹt toàn luôn. Chỉ có thiếu một chi. Còn bên này quá nhiều. Bên này thì quá nhiều. Rồi qua bên trước này. Cây này cũng không hư hỏng gì luôn nha. Mã số 12. Vành 105. Cho mắc cục đất cho 100 không cho 100 đi. Vành 100. 105 cho 100 đi nha. Cây này vành 100. Mã 12 vành 100. Đế thì miễn ban lên 100. Rồi
Cây này cũng có giá là 4,5 triệu đi. Đấy, quá đẹp, quá rẻ. Đấy, chốt mau phải hết. Rồi, test hàng nha. Rồi, vào đây. Đấy, hàng quá tươi cho bà con nha, thấy chưa? Rồi, quá tươi luôn. Rồi, test rễ này. Để cái rễ nó phẩm nào để cho bà con cắt. Đấy, thấy chưa? Chảy nước luôn này. Thấy chưa? Ok chưa bà con? Quá tuyệt vời nha. Đó, như máu. Rồi. Đấy, quá tươi. Ẩn dít tươi nó đói, ẩn dít nữa. Quá tươi như mũi hải. Rồi, tiếp tục mã số 13. Mã 10 là 12 là vay 100 giá 4,5 triệu rồi. Rồi qua mã số 13. Mã này cũng vip luôn, bộ đế cũng vip. Rễ rất là nhiều luôn bà con nha. Rễ cọc thì không có, rễ cọc thì bé, gọi là không có luôn rồi. Rễ thì rất là nhiều. Đấy. Cây này mông cũng to, đế cũng to, rễ bằng. Quay đả một vòng cho bà con xem đi. Số 13. Đấy, cực phê luôn bà con nha. Đế bằng. Cây cũng không hư hỏng gì luôn. Rồi, đâu anh đâu bà con. Đến đó để đi. Thằng này thì vành 86, 85. Cho 85 đi, vành 85. Vành 85, mã 13 vành 85. 5. Đấy, cây này thì giá 4 triệu cho anh em nhá. Đấy, quá vip. Độ đế khá là vip. Rồi coi riêng cái độ bàng của độ mông của nó nhá. Độ mông của nó đã lên đến 45 phân rồi nè. Đấy. Khá là to. Mông khá là to. Rồi, qua mã số test hàng cho bà con xem rồi nè. Rồi. Đấy. Quá tươi cho bà con nha. Chảy nước luôn nha. Rồi. Qua cây số 13. Ủa, 13 nó nhảy lên ở 14 này. 13 qua cây số 14 bà con. Số 14 một cốt 2 thân. Rồi, một cốt 2 thân. Rễ bàng. Cây này cũng rễ bàng, không có rễ cọc luôn bà con nha. Chà bên này nguyên một mớ luôn này. Nguyên một mớ bà con ạ. Nguyên một mớ rễ luôn này. Rễ mà nó bộ rễ nó nằm từng cuộn như tóc luôn này. Rồi, bỏ dày nó đít ra này, qua ăn này dọc này, bỏ dày này, tôi bị đói luôn này. Rồi, qua xem cho bà con xem này, xem cái độ dọc của nó tươi như thế này, khỏi test nữa. Rồi. Rồi, còn phần này thì nó lóc da, dạng như thời tiết thao đấy, nó lóc da nhưng tươi nhá. Rồi, da chết nhá. Rồi qua đây vặt tí cho nó coi cái họ tưởng bị chết này. Đấy, hàng tươi nhá, bà con thấy chưa? Chứ không phải là chết đâu nhá. Đấy, tươi nhá. Bà con nhá. Đấy, như thế này là ok, nó bảo vệ bọn da rất là tốt luôn. Gọi là thay da. Đấy. Cây mã số 14. Cao 1m4, một cốt 2 thân. Cây lại vành 83. Vành 83 bà con nhá. Rồi, vành 83. Mã số 14, vành 83 bộ đế rất là nhiều. Úi trời. Vành 83. Mã số 14, vành 83. Cây này thì giá 2,5 triệu bà con. Giá 2,5 triệu cho bà con nhá. Đấy, tay cành rất là ok. 2,5 triệu rẻ. Trước cao. Rồi qua mã số 15. Đây mã số 15. Một cốt rễ rất là nhiều. Thôi, rễ cám này. To như thế này mà rễ này. Từng chi rễ cám rễ con này. Đấy, rễ rất là nhiều. Khá là đẹp rồi. Rồi, bên này phần bên này có chút lửa thép bà con nhá. Rồi, có bên này phần này lửa thép này.
Rồi, phần này có chút đồ thép này. Đấy, được thép này, còn nguyên chi nhá, tên này không có vấn đề gì nhá. Quay lên luôn, được tẹt luôn. À, không hư hỏng nhá, tươi thấy chưa, bà con thấy chưa, độ tươi nhá, quá tươi nhá. Đấy, cây không hư hỏng gì này, chỉ có phần lửa thép này chút thôi này. Nhưng mà để rất là nhiều, cây rất là êm sống bà con ạ. Cây mã số 15. Cây này thì vanh 100 bà con ạ. Vanh 100 bà con ạ. Rồi, vanh 100 nhá. Rồi, cây mã 15 vanh 100. Đây 100. Cây này à, cho bà con là giá 3 triệu đi, 3 triệu cho bà con. Cây khá là to nặng. Rồi, qua mã số 16. Mã số 16. Đây, mã số 16 đây này. Một cốt hai thân bà con. Đây, một cốt hai thân, cây không hư hỏng gì hết. Lô lại về đẹp mộng mơ luôn bà con, không có cây nào hư hỏng luôn. Toàn hàng đẹp. Rồi, thằng này mông cũng to bà con. Chặt xuống chơi bonsai đó, rất đẹp. Thằng này mai hạ xuống nhá. Hạ xuống tầm ngang đây, ngang về giấy là đẹp luôn này. Đấy. Đế cao rất đẹp, một cốt hai thân. Hạ xuống tụt tồi tụt rất đẹp, mông to rễ nhiều. Rồi, mã số 16. Vanh 72. Mã số 16 vanh 72 một cốt hai thân. V72. 72. Rồi. Cây này có giá là 1,6 triệu. Nó có rẻ vậy. Đẹp đấy ha. Thôi 1,6 triệu đi. Rồi, 1,6 triệu. Rồi. Tiếp tục. Qua cây số 17, cây số 17 thì to vĩ đại luôn bà con. Rồi, bộ để thì bao thân luôn. Để cọc thì không có, để cọc không có nha. Để bé bé như thế này không gọi là được cọc nữa rồi. Kiểu bé bằng cổ tay thôi, không gọi là được cọc rồi. Cây cũng nguyên chi không hư hỏng gì hết. Rồi đảm bà con một vòng đi. À, cây khá là to. Cây khá to. Bộ đế của nó là dài bộ đế dài cũng 1m1 rồi bà con ạ. Nóng hơi ghê ấy. Nóng hơi ghê bà con ạ. Rồi đưa máy anh quay trên cho bà con xem không bị lửa gì này. À, cây trên không bông lúa cho bà con nha. Đấy. Rồi. Mặt số 17. Ui trời. Rễ nó to. Thằng em mông 10. Thằng em mông 10. Thằng số 4 bông to đi mà bóc chân luôn. Rồi qua đây đứng cầm quay. Để em đo vanh cho mấy anh em xem kỹ càng luôn. Rồi đo vanh cho mấy anh em xem nữa nha. Cây mã 17 cam 1m6. Cây này thì vanh 100 bà con. Đấy, vanh 100 này. Rồi. 37 vanh 100. Cây này khá nặng cước đây, vanh 100. 100 triệu, từ 2, từ 3 chứ đâu. Từ... Cây này giá cho anh em 5 triệu đi. Rồi. Bộ đế 1 mét của người ta. Đo hơi cái cồng kênh á. Bắp em số 6 mà chạy máu luôn rồi. Chui. Em số 4 nhỉ, em to mông to. Mình đã chọc cô gái Lào bây giờ đó. Làm sao mà cho chạy máu. Rồi. Cái số 18 bà con. Cây số 18 thì chắc như kiềng ba chân, gọi là kiềng ba chân. Nổi lên rất đẹp, mai mình trồng nổi lên là nó cũng ngộ nhá. Đấy, kiềng ba chân rất là ngộ, nhìn đáng yêu. Rồi. Cây này cũng không hư hỏng gì luôn, mã 18. Rồi đã một vòng qua bên kia nó đứng rồi. Mã 18. Rồi quay lên trên cho bà con xem luôn này, không hư hỏng gì luôn này.
Rồi, cây không bọng, không hư hỏng gì nhá. Đấy. Rồi, mã 18. Cây này vanh 75, mã 18 vanh 75. Mã 18 V75. Cây này giá 1.600.000. Giá trên là bao cước hết bà con ạ. Rồi, qua mã 19. Rồi. Mã 19 thì làn tiên cá, gọi là làn tiên cá đi, nó nằm xoài ra như làn tiên cá thôi này. À, rồi đảo một vòng luôn. Làn tiên cá đường thân vặn, có hai chi, tên là hai chi mã 19. Đấy. Rồi mã 19 làn tiên cá. Cái này cước nhiều. Rồi mã 19. Mã 19 thì vanh 85. Mã 19 vanh 85. Rồi. Cái này cước nhiều. Mã 19 cước nhiều. V85. Cây này giá 2 triệu đi. Mã 19 vanh 85 giá 2 triệu cho bà con. Giá 2 triệu cho bà con nha. Rồi, qua mã số 20. Ui dạ, thằng mã số 20 qua bên. Mã số 20 đường thân vặn vẹo rất đẹp luôn bà con này. Ui, đẹp quá, đẹp, thấy chưa? Bà con nhìn thấy độ phê của nó chưa? Đẹp này. Chi rễ nhiều này, không có đầy cọc nha. Dưới này có cái rễ bé, không phải đầy cọc nha. Nằm chiên này. Rồi, đảo quanh vòng mã số 20 đi. Đây này có lỗi bà con này, nhưng mà lỗi những bên này thì sơn chùi rất là phê, cực phê. Rồi, qua bên này cho bà con xem luôn này. Bàng bao tươi cho bà con luôn nhá. Tức ở đây nhờ anh xử lý được nhá. Đây do vận chuyển nó dập một chút, không sao, bà con đừng cạn nhá, để thế là nó bù da luôn nhá. Mà nó bù sâu. Đây này thì nó ung an sơn chùi, vặn, đường thân vặn rất là đẹp luôn này. Rồi, nhưng mà có lụa thép này, lụa thép bà con nhá. Đấy, lụa thép cái phần này này. Đấy, nhưng mà nhìn bên này thì nó đẹp hơn, phê hơn. Thế thì khá là nhiều. Rồi, mớ để con luôn này. Đấy, bộ thân vặn vẹo rất là đẹp. Rồi, đó vành nhá. Cây này cao 1m3, 1m4 thôi. Quanh thằng này thì 120, 125. Đấy. Vanh 125 bà con nhá. Đấy, vanh 125. Mã số 20 vanh 125. V125. Mông nó to quá. Rất là đẹp, vanh 125. Rồi, cốt hai thân. Cây này bán cho anh em giá 6 triệu đi. Đấy, giá 6 triệu, cây này không bị gỗ, phải tệ nhất phải 20. Quá đẹp. Rồi. Có mớ để con này này, đấy thấy chưa? Quá đẹp, được thân vặn này. Thân vặn huyền lên rất đẹp này, thấy chưa bà con, thấy chưa? Đấy, lượn lách rất đẹp. Rồi, test luôn cho con xem độ tươi này. Đấy. Đấy, thấy quá tươi chưa bà con? Hàng tươi đói nha bà con nha. Đấy, quá tươi cho bà con. Rồi, qua mã số 21. Chào mã số 21 u cục bà con. Thấy chưa? Mã 21 u cục nhá. Xem bộ u này. Thì nên lồi lên bộ u rất là đẹp này. Tạo hóa của thiên nhiên. Đấy, trên này cũng u cục này. Đấy, u cục dưới lên trên luôn. Đấy, không hư hỏng gì. Không hư hỏng gì nhá. Rễ lại nhiều chứ không phải là ít. Đấy. Thằng này thì qua bên nhà coi. Đấy, để cọc một tí chút thôi bà con nha. Rồi, bé tí chứ không phải to nè. Rồi, bé tí nè. Rồi, không phải to đâu nhá. Rễ hai bên thì quá nhiều. Mã số 21 cao 1m4 cục lu. Rồi, coi đeo ở cái phần này xem. Đấy. Thằng này 101 này. Thằng này 106 này. Đấy.
trên cốt thân trên cách 30 phân thì 75 101 rồi, cây 21 quay 101 u cục cây này có chi rồi này, không hư hỏng thì quay lên trên bà con thôi. Về 101 này đấy, thấy chưa bà con, thấy chưa cây này bán cho anh em 5 triệu, 5 triệu cho anh em đấy. U cục rất đẹp, thuê u to nhá, u to rồi. Qua mã số 22, mã số 22 có bộ đế cũng vĩ đại luôn bà con, bộ đế bằng luôn, để cọc không có nhá, để cọc hai bằng hai ngón tay thôi, có hai râu đế bằng hai ngón tay, cái bộ đế bằng lắc luôn, bằng lắc như mặt gương luôn nhá. Rồi rễ mà như con bạch tuộc đấy, như con bạch tuộc luôn. Rồi. Rồi quay cái phần này có hư hỏng chút rồi bà con về nói là kiểu vận chuyển chút này, bôi da lại là ok này. Còn em tách keo nhá, rồi có dập gãy cái là thì không thể chạy rồi thoát được một chút thôi nhá, bà con đừng để thế nó liền lại, nó bo liền lại nhá, đừng có cạo đi để nó không bo nhựa nhá, bo da nhá. Rồi có bên kia mã số 22 bộ đế bạch tuộc, cây này vanh 84, vanh 84 phải, vanh 84 mã 22 vanh 84 về 84, cây này có giá là 4 triệu cho anh em. Toàn hôm nay toàn bộ đế công nhận vĩ đại thật khủng. Rồi test này, em test cho bà con xem nhá. Đấy, quá tươi, vỏ rất là dày luôn bà con nhá. Đấy, hàng bao tươi. Rồi. Tiếp tục. Mã số 23. 23. Đây, 23 thì bộ đế vặn ốc, thằng này thì vĩ đại rồi. Quay đường xa ra tí ra. Rồi. Xem độ vặn của nó là. Rồi. Lượn lách vặn này. Thân đường thân hơi cong này, vặn vẹo này. Mông khá là to, để nhiều, để cọc lại không có bà con nhá, không có để cọc nhá. Rồi, mông to mà để vặn, rất là phê, không hư hỏng gì. Ôi, chả bên nào cũng vặn, đủ thân nào, thằng này quá tuyệt. Hướng bên nào cũng đẹp. Hướng bên này bị chết, dịch chết người luôn này. Đấy, qua bên thì hướng bên này chết người luôn này. Rồi, mông khá to này, đủ thân vặn lát lẻ từ bên này vào bên kia luôn này. Rồi. Mông khá to, để quá nhiều và để bằng bà con nhá, bằng lắc như mặt gương luôn. Đấy, phần này thì không hư hỏng một chút nào, chủ thân vặn vẹo để nhiều. Rồi đo vành cho anh em luôn này, mã số 23 khá tuyệt vời. Cây này vanh 125 bà con nhá. Vanh 125. 125 được thân vạn vẹo bộ đế bằng lắc mã 23, không lỗi lầm một chút nào hết. 125. Về 125. 25. Đấy, đường thân vạn vẹo rất là đẹp. Cây là chốt cho anh em là 9 triệu đi, 9 triệu cho anh em. Hiếm khi mà gặp được cây này, bộ đế khá là to, cây này phải 2 triệu cũng trước rồi. Để to, đường thân vặn, u cục này này, không hư hỏng gì luôn này. 1m1 thôi, 1m2, bộ đế 1m2 luôn. Bên này cũng thế. Rồi, bên này 1m1, cây quá vĩ đại. Rồi, mã số 23 vanh 125 giá 9 triệu. Rồi, qua mã số 24, mã số 24. Đây, cây bộ đế cũng bằng bà con. Rồi. Để cọc có một chút nhỏ, không phải là to nhá, không phải lớn nhá, bé nhá. Rồi, đường thân thì sần chui, tai đeo. Này, nu tai đeo rất đẹp. Rồi, cây này cũng không hư hỏng gì luôn này. Bộ đế cũng bằng đều bốn hướng.
Rồi, vanh. Cây lô này khá là tuyệt vời luôn. Vanh 95. Vanh 95 không hư hỏng gì. Vanh 95 bộ đế 4 mặt, 4 hướng. Mã số 24. Vanh 95. V95. Đấy. Bộ đế khá là tuyệt vời. Cây này có giá 3,5 triệu. Đấy, mã số 24, vanh 95 giá 3,5 triệu. Rồi, test hàng cho anh em nhá. Đấy, quá tươi là quá chất rồi con nha. Bao tươi. Đấy, ok. Qua mã số 25. Mã số 25 thì một cốt hai thân, một cốt có ba chi. Rồi có cái đường tay này quái quái bà con. Rễ thì đẹp. Rễ thì nhiều. Đây, lùn lực. Mình quay độ thoát thân nha. Từ cái đế này mà lên cái tay này thì 80. Còn lên trên này thì 1 mét. Tổng thể là 1m35. Đấy. Thằng này thì có test cái tay này này. Trong này có đường thân một chút này. Cái tay phụ bà con nha. Nó test. Trong này có bọng chút này. Đấy. Do nó test cái thằng là thằng đấy nó đâm vào đấy nhá. À, nhưng mà phần này bù hết rồi nè. Đấy, xem quay qua bà con xem này. Đấy, thấy chưa? Bù luôn rồi nè. Đấy, bù luôn rồi nè. Đấy, bù mà tai đeo luôn nè. Trên cốt này không đấy nè. Ờ. Bộ đế thì quá là đẹp. Bộ đế nhiều. Có một chút dập ở đây nữa, nhưng không sao này, em xử lý keo rồi này. Rồi, mã số 25. Rồi. Rồi, cái này vanh 80 bà con. Vanh 83 cho tên 80 đi. Vanh 80, mã số 25 vanh 80. 80. Cây này giá 3,5 triệu đi. Kiểu lỗi nhẹ con thôi là nhiều, 3,5 triệu. Rồi. Mã số 25. Qua mã số 26. Mã 26. Cao 1,5 mét, bộ đế rất là nhiều, đường thân vặn. U cục. Cây này có lỗ ở trên bà con. Lỗ bé bà con này, quay cao lên. Đấy, có lỗ nha. Đấy, có bọng trên nha. Rồi, rễ thì nhiều, qua bên nhà xem này. Rễ đẹp. 25 triệu. Mã số 26. Rồi. Có lỗ chút bà con nha. Vanh 80. Vanh 80 bà con. Vanh 80. Rồi mã số 26 vanh 80. 80. Rồi. Cây này có giá là 2,3 triệu đi. Kiểu cước cao. 2,3 triệu. Đấy. Mã số 26. 2,3 triệu. Bộ. Rồi, qua mã số 27. Mã số 27 thì rất là nhiều bà con, để cám rất là nhiều luôn. Rồi, một cốt hai thân. Cốt lấy hai thân làm tay rất đẹp luôn. Đấy, rễ nguyên bộ rễ này. Rồi, để con cuộn cuộn vô tư. Rồi, rễ này, xem cho nguyên một mớ, qua xem cho bà con xem nguyên một mớ. Thằng này thì bác là không biết rằng chồng nó cũng sống nhá. Không biết rằng dòng nó không sống. Rồi, nguyên một mớ rễ con này. Rồi, mai bảo mấy bác thợ đóng cẩn thận. Rồi, nguyên một mớ này. Tại ngày thả ủ rồi nó 10 ngày nó phun ra ngay. Ủ 10 ngày nó phun rễ ra luôn này. Rồi, nguyên một mớ này. Nguyên một mớ này, thằng 27 này. Dạ. Thì đó, còn mấy bác thơ đó. Vanh 80. Cây có lỗ. Rồi, vanh 80. Vanh 80 có lỗ thép một chút này bà con nha. Đấy, có lỗ thép một chút này. Mã số 27, vanh 80. Rồi, vanh 80. Vanh 80. Cây này thì có giá 2,7 triệu đi. Giá. À đưa tí nào ơ, đang con lai tí nào. 2,7 triệu. Làm gì bác hả? Cân này bán rồi.
Dạ. Có nước mặn chưa? Dạ chưa. Còn có nước mặn đấy. Bây giờ để cho bác 17 triệu. Tại chỗ. Rồi. Ừ, qua cây 28. Qua cây 28. Đây. Cây 28. Bonsai. Cây hình thú bonsai nhá. Mặt số 28 hình thú không lỗi lầm gì luôn. Ôi, hình thú để về bên một hướng này đặc sự luôn này. Đây. Thấy chưa? Đây. Quay đi. À, nguyên bộ đế này. Trình này. Đẹp luôn. Bên này có tay phụ này, tay con này. Giá. Cân nào bán rồi. Đây, tay con này. Đây. Chi rễ mũi rễ này cho mắc đá người ta chặt phần này kém nhưng mà hình thú nó bên một sướng quá ok không vấn đề gì hết. Đây, cây đặc trừ thôi. Đây, hàng tươi nhá, mã số 28. Đây, nhìn cái bộ ròn của nó cả hàng trăm năm tuổi rồi. Hàng cực tươi nhá, vừa mới cắt xong đấy, ròn nó khác biết rồi. À, nhìn cái độ quan cơn sáu điều à mày lao à. Dạ. Cây hình thú rất đẹp luôn. Cây này thì vanh 70 bà con. Vanh 70. Hình thú vanh 70. Hình thú vanh 70. Về 70. Rồi. Cây này có giá 2 triệu cho anh em. Rồi, 2 triệu cho anh em. Rồi, qua mã 29. Thảm 3. Chính rất là to. Thế rất là quay thân luôn. Cây này không hư hỏng gì. Bộ đế quanh thân, rễ rất là nhiều. Không có đầy cọc bà con ạ. Không có đầy cọc, bộ đế quá tuyệt vời. Cây hơi như chia lại một chút là có bằng lắc luôn. Không hư hỏng gì. Rồi quay lên trên cho bà con xem. Trên cái bằng lắc à? Dạ. Rồi, tươi rói luôn bà con nha. Hàng đặc trừ. Rồi, mã số 29. Số 29. Cao 1,5 m bà con ạ. Cây này thì vanh 105. Vanh 105 không hư hỏng gì hết, rễ nhiều. Quá nhiều. Vanh 105. Số 29 vanh 105. Cây này có giá là 5 triệu. Đấy. Khá là to, khá là vip, bộ đế khá to. Để 1,1 m luôn bà con ạ. Hàng tháng thứ mấy tháng mấy nó ra nhận ra họ ra già tháng đi đến tháng 9. Bộ đế 1 m bà con. Mã số 29 vay 105 giá 5 triệu. Rồi, cây 30. Rồi, mã số 30. Cây thầy gọi là bên này qua bên này. Gọi là cái thế vạn ốc đi. Đấy, một hướng vạn ốc. Đấy. Vạn ốc rất là đẹp. Cây này độc khá độc đáo ơi. Đường thân vặn vẹo rất đẹp đá đấy. Vặn như thế này mai trực lên là rất là quái này. Để các bác cắt ngang đây thôi, đừng có để dài lắm. Cắt ngang đây thôi. Đấy. Cái này dài được, mấy tiền đấy? Là trực lên rất đẹp. Cái là một cái tâm à. Tâm 10 triệu. Cái này dài 10 triệu luôn. Dạ. Cái dài bên rồi. Rồi đường thân vặn bét rất là đẹp. Cây không hư hỏng một chút nào luôn bà con. Rồi. Rồi. Đường thân vặn mông to. Mã số 30. Mã số 30. Mã số 30. Vay 103. 30 vay 103. Mã số 30 vay 103 đây. 103. Cây này khá là vip, khá là độc đáo nhá. Lấy hiệu nghị cho anh em là giá 4 triệu đi. Quá đẹp. Ừ, thằng này khá độc. Độc. 4 triệu là rẻ đấy. Cái 4 triệu. Cắt ra đây mai trực lên ngang đây là quá ok rồi này. Đấy. Đấy rồi thằng Phan Thuần á. Rồi. Phan Thuần trực trên đấy. Đây, bộ đế khá là to vĩ đại này. Đấy, trực lên ngang đây là quá tuyệt vời. Lắc lên rất đẹp. Bác nào chốt chốt cây này nhá, cái này khá đẹp. 1 mét rồi này. 1 mét rồi, 1,1 m luôn. Vặn vẹo rất đẹp. Rồi, qua mã số 31. Hàng giá cái số này của bây. 31. 31 đâu. Đây, 31 đây. 31 đây. 31 thì rễ khá là nhiều luôn. Rễ thì miền Bắc quá nhiều. Rễ nhiều, chi chít qua đây xem này, chi chít. Thằng rễ đỏ này không phải này. Rồi, rễ nhiều. Được 2 thân. 3 thân. 2 thân. Cái nhợ này đấy kìa. Đâu cái rễ nữa. Rễ à? Cái nhưng mà không tính. Đó. Cái nền tăm.
100. Rồi, cây này một cốt 2 cm tên có chi nhá. Mã số 31. Cây này 90, vành 90 bà con. Cốt 2 thân vành 90. Mã số 31. Mã số 31 qua đây. Hàng tươi nhá bà con nhá. 31 vành 90. Vành 90. Vành 90, cây này à, tính anh em 2.800.000. Ui, lía nè. Hả? Không, không, không. Mấy? Cực 1.2 triệu thôi. Cây này cực 1.2 triệu thôi. Ta ảm cực ra, ảm cực ta. Ừ, cây to nhỏ. Tên 1 triệu cược. Giá 3 triệu cho anh em rồi. Lời ăn lỗi chứ. Cây này cước cao, nói chung là cước cao chứ không phải là em... 90, giá 3 triệu. Cước rất là cao nhá. Cái này à, cái này 25. Cước cao này, cước cao này, này em bán cái giá đây là giá bao cước rồi. 31. Giá bao cước thì cây này cho còn 2 triệu. Loại đâu không sôi chết với bác. Cho 1.2 triệu thì cây này em bán có 1.8 triệu thôi. Nói chung cũng rẻ nhá. Giá này con thôi là vài bữa là giá khác. 1.8 triệu là quá rẻ rồi. Rồi, mã số 32. 32, ô giờ tiếc, nhìn lại cái thằng 32 này tiếc. Lu hẳn phế, lu cũng lu cảm buồn sướng lắm. Đây mã số 31 ở 32 bà con. Ui dập uống bà con này. Đây xe em vận chuyển nó dập này, tiếc này này. Đây, to. Rồi. Cái này bị bụng ở nhà nhá, bụng này. Đây phộng luôn nó chuyên qua đây cho bà con xem, nhưng mà bộ mông thì khá to và để quá nhiều. Có bị nhập thân như thế ai à? Có bụng này, bụng lên trên thân luôn. Ờ. Bụng thân đây nó ngang đây này. Đấy. Tiếc để thằng này đây thôi. Nhưng mà thằng này cước nhiều. Cước thì cho cước cây này cước khoảng tầm cho 1 triệu rồi. Bán như sao? Đấy, thằng này dập rồi tiếc. Cây này cước thằng này vay 100 bà con. Vay 100. Thằng này lấy giá gốc giá vốn cho bà con không lấy lời nè, giá 100. Vay cây mã số 32. Vay 100. Lỗi. Rồi, vay 100. Vay 100. Cây vay 100 này thì tính ra giá vốn cho anh em coi trước hơn 1 triệu rồi. Triệu tính cho em một anh em 1.7 triệu đi, 1.7 triệu đi. Kiểu cước nhiều không phải gì. Cái này 1.7 triệu thì cước triệu được cho 700. 700 đâm giá vốn thì 700 chưa đính vốn. 700 có được vốn. Đấy, lỗi. Kêu phẩm công đào. Cây này gọi là hàng rạ hàng sáu hay đâm cho rút. Dạ, đâm thì. Phân bi lọc. Cây ba ba. Phân này bu lại, cái phân này bu lại. Rồi, qua mã số 33 anh em. Rồi. Ôi, vất vả với thằng này, cái thằng cũng chào này lắm rồi đấy. Đấy, mông to. Đấy, tôi đấy cho cái thằng cây kia nó ăn bám vào này. Rồi cắt và phá mất mấy rồi tôi lửa đâu. Công hơi nhiều thằng này đấy. Thằng này cao 1m3, 1m4. Thì cái này bạn này em, thì mã này bạn là dạ bạn đó. Cái này mày tiếng. Cái thằng dưa này, thằng dưa nhảy dưa là thằng. Thằng này thằng. Thằng này nhiều nhận quá. Dưa nhảy mày hoa bao nhiêu? Cái này mày 33. Cái này cây nở để cho bạc cùng 16 tiêu đấy. Cái này đẹp không cho đấy. Rồi mã số 33. Vành, vành 101 bà con. Vành 101 bà con này. Đấy. À, mã số 33 không hư hỏng gì. Cô thể thì gì xuống em gì xuống. Có bao rễ. Hả? Có bao rễ. Bạc lại loài cấu bao trên này em hơn. 101. Hả? Mình không. Mã số 33. Bao hắn kịp không? Vành 101. Mà chỉ cân đi nó xuống không? Cân nữa thì bạc bị cái trông thôi. Cho hắn băng băng bao được. 33 vành 101. Chứ bạc ở đây mới chậm được không? Vành 101. Ui, đây chậm có thời gian. Vì vành mua về mà không xuống ai sẽ mua. Thì vành 101. À, cây này tính cho anh em là chẳng như việc quá ai chẳng 3,5 triệu đi. Chiều mai bảo quay lại là chỗ to nó gần hết rồi. Hầu lại hết. Cái này mấy? 3,5 triệu. Cây này khá đẹp bộ đế VIP. Cái này có cho chiều quái. Vành 101 của người ta. Không hư hỏng gì luôn này. Đấy. 3,5 triệu cho anh em. Bộ đế rất là đẹp. Rồi. Qua cây mã số 30 cho đi được vô. Qua mã 34 bà con. Đây mã 34 đây. Bà ta đang đi được không? 34. Ôi à, bộ đế 34, bộ đế to và nó khá là bằng đẹp. Đấy,
cây cũng không hư hỏng được luôn. Rồi cao 1m1 không hư hỏng gì, mã số 34, bộ đế khá là nhiều. Để cọc không có, không có để cọc nha, mông to nha, mã số 34 để chuột chứ không phải để cọc. Rồi mã số 34 vay nha, 90 92 cho 90 nha, 34 vay 90. Cây này có giá với anh em là cũng 3,2 triệu đi. 3,2 cây mã số 4 vay 90 3,2 triệu. Đồn nhau quay cho thầy. Chào mới đặt cái tiền thôi này cho cậu. Đây, test hàng cho bà con xem nhá. Rồi, hàng cực tươi nha, thấy chưa? Tươi rói luôn ạ. Rồi. Đem con dao kia đây. Rồi, cây 34, van 90 giá 3,2 triệu. Cây bộ đế khá đẹp. Rồi, qua mã số 35. Cây này là khá là to rồi. Thôi, xa ra tí. Ui, to quá. Quá to. Wow, càng này cao 1-2 mét đi. To và bộ đế vĩ đại. Có ba thân và ba tay nhá. Đây là 1m3 1m4 cho 1m6 1m6 6 cho tổng thể là 2m. Ôi nguyên cái bộ đế này, vặn này được thân vặn nhá, hai tay nhá. Đây là bạn ơi, cây này đặt này không có hư hỏng gì nhá. Bạn ơi bỏ cái gì đấy, đây vặn này đấy, vặn vẹo rất là đẹp luôn. Rồi. Không hư hỏng gì, chủ thân vặn có hai tay rất đẹp. Thằng này có cái biệt thự mà bỏ vào là sướng rồi. Có đây, có đây. Cây cả 100 năm tuổi người ta đánh dấu luôn rồi bà con này. Đấy, bên kia là của người ta đánh dấu là không, không được xâm phạm luôn này. Không được bốc hả? Đấy. Cây này nằm trong sâu đi 2 ngày mới ra được đấy. Phụ đế bằng lắc. Để nhiều. Cái này 1m2, bộ đế 1m2 luôn, để khóa là nhiều, để quanh thân luôn này. Mã số 35, cao 2m. Cây khóa to, cái này nếu đánh bầu thì phải tệ phải 35 triệu, 40 triệu. Cây này vay 120 bà con nhá. Vay 120. Vay 120. Đấy, khá là đẹp. Cây to vay 120. V120 120. À, cây này tính cho anh em là giá 25 triệu cho anh em rồi, giá bao cước nha, kiểu cây cước cao này, giá 25 triệu cho anh em này, giá bao cước rồi nha, thằng cước hơi bị khá, nếu có gửi xe kèm xe thì cước nó có giảm hơn cho anh em một chút nhá. Thằng này đấy, nếu có cái hàng bầu em đi là em mong có kèm xe là có giảm là cước cho anh em. Đấy, anh em là thiện chí inbox cho em nhá, mã số 35 vay 120 giá 25 triệu, bộ đế biển bạc khá là đẹp. Để cọc không có nha, không có để cọc ạ. Đấy, được thân là vặn này, to này. À, qua xem này, phê cực phê, to như cục đình. Rồi qua mã số 36, qua mã số 36, mã số 36 đây bà con, cây không hư hỏng gì nhá. À, bộ đế bộ rễ rất là nhiều luôn, bộ đế và bộ rễ rất là nhiều. Đây, này phình rất là to rất đẹp luôn này, thấy phình hẳn rất là đẹp. Mã số 36 vành 90, mã số 36 vành 90 V90. Cây này tính cho anh em giá 3 triệu cho anh em nhá, không hư hỏng gì luôn nhá. Và giá 3 triệu cho anh em nhá. Đồ cây 36, đồ các cây 37, cây 36 3 triệu. Qua 37, úi giời, đường thân 37 rễ này và đường thân vặn rất là hay, 3 mã 37 này. Ui, xem cái bộ đế và đường thân vặn này, mông khá là to. Rồi.
Mã số 37 cây này không hư hỏng gì luôn, hàng tươi nhá. Ui, rễ tua tủa. Ui. Rễ này là rễ của nó hết bà con nhá. Rồi, rễ của nó hết đây này. Rễ đen đen là rễ của nó hết đấy. Rồi, thân vận ốc mã số 37. Mông khá là to. Rồi, quay đo vanh cho bà con xem đây này. Mông đến 90. À, cốt trên này, mông nở, thằng này mông nở. Cốt trên đo tầm 20 phân này. Là 65. 70, 70. 90, cây 37 van 90. Mông to khá to. Rễ 90. Đây, cây này có giá là rễ nhiều. Cây là có giá 2.800.000 cho anh em. Rồi. Qua mã số 38. Mã số 38 rễ bên một hướng nha. Cái con trai luôn lực rất đẹp. Đây, bên này thì rễ quá là nhiều. Đấy, mình trồng xong chút là rễ bên này nhiều bằng lắc nha, bằng đẹp luôn bà con nha. Xa xa ra băng lại, bỏ thấp mà thấy nhỏ. Xem cái bộ đế bằng lắc của nó này. Ôi giời, đây có phần ngọn tử của nó lên đây này, cây chứng tỏ là mai mốt cây lên rất nhanh này, quay lại cái này. Đấy, con tử cây con tử của nó này lên rất là nhanh luôn này, để nó hấp thụ cho nó ok luôn này, hấp thụ cây này. Cây thì để nhiều, cây này thì êm, rất là êm sống bà con ạ. Rồi, rồi mã số 38. Mã số 38 vanh 77. Mã số 38 vanh 77. Vanh 77. Rồi, cái là tính giá cho anh em là 1.600.000 đi. Rồi, 1.600.000. Rồi, qua số mà 39. 39 khá to. Rồi, 39 khá to. Cây không hư hỏng gì nè. Đặc sư quay lên trên cho bà con xem. Và toàn thân là riêng cái da thằng mã số 39 này là đường phân da cóc hết nha. Đường phân da cóc hết này. Rồi. Da cóc hết này. Rồi. Nguyên cả bộ thân luôn này. Da cóc hết. Rồi, nguyên cả bộ thân, quay lại xem da cóc hết toàn thân này. Rồi. Thằng này da cóc hết. Này, da nu cóc hết toàn thân luôn này. Da nu cóc hết toàn thân luôn. Có bị một chút lụa thép ở đây nhá. Lụa thép cứng một chút là ăn da hết rồi. Ăn da hết rồi nhá. Bù hết luôn rồi. Không hư hỏng gì. Mã số 30 39. Rồi, mã số 39. Quay ra vạch. 39 vay 100 nhá. Vay 100, mã số 39 vay 100. Cây là thằng da cóc này tính cho anh em giá. Giá đi 4 triệu đi. Rồi, giá 4 triệu cho anh em thằng da cóc, da toàn thân. Rồi, da cóc toàn thân luôn này, cóc to luôn này. Rồi, qua bên đây được. Qua số mã 40. 40. Chẳng nhìn cái bộ mông bộ đế này. Rồi, cục nu luôn này, hiện nu luôn này bà con ạ. Rồi, đường thân thì quá là đẹp. Không hư hỏng gì. Trên này cũng thấy không hư hỏng gì luôn này. Rồi, quay trên bà con xem này. Không hư hỏng gì này. Thằng nguyên cái cục nu bên kia giá trị thôi. Rồi, không hư hỏng gì. Trễ thì nhiều. Trễ thì nhiều. Phải có để cọc. Không có để cọc nha, một tí nha, một nắm bấm thôi nha. Không có để cọc nha. Kiểu để nó vắt ngang ra đây này. Đấy, để nó vắt ngang ra đây này. Thì phần nu tạo cái phần nu rất là sướng rồi. Nhìn cái bộ nu to. Rồi, mã số 40. Mã số 40. Mã số 40. Thằng này đo nguyên cái phần này thì khá là to luôn. Phần nu của nó luôn này. Thằng này thì vanh 130. Đấy, đo cái phần nu là vanh 130, đo sát đế này. Vanh 130 luôn bà con này. Đấy, mông khá to, bộ nu khá to. Dao đó phải.
Rồi, mã số 40 vay 130. 130. Đấy. Còn vay nhà trên cách một gang này. Gang thì vay 100, cách một gang thì vay 100. Đấy, không hư hỏng gì hết. Cây này để cho anh em là giá để cho anh em giá 5 triệu đi. 5 triệu cho anh em đi. Rồi giá 5 triệu cho anh em nhá. Rồi. Quá vip. Rồi qua cây cuối cùng. Qua cây cuối cùng là cây số 41, 41 ra rễ cũng nhiều. Rễ quanh thân rễ rất là nhiều luôn. Cây không hư hỏng gì, tươi này, tươi rói là vừa mới cắt thì chưa xử lý tiêu kịp bôi nữa này. Rồi, vỏ dày qua đây con. Qua bên đây con luôn. Rồi. Mã số 41. Rồi, vỏ dày tươi nhá. Chút nữa bôi keo lại luôn này. Rồi. Nguyên cái bộ đế rất là đẹp luôn. Rồi, cây mã số 41. Rồi, vanh 78, 75. Cho vanh 75 đi. 41 vanh 75, bộ đế khá là đẹp. V75. Rồi, cây này tính cho anh em giá 2 triệu đi. 2 triệu cho anh em. Rồi. 41 phôi anh em nhá. Đấy, khá là đẹp. Rồi rồi, ok. Liên hệ Zalo cho đốc đọc số đã. Rồi được rồi. Đó. Đây. Như mày về cái